Máy nén khí ô tô mini Baseus 12V, áp suất 150 PSI, máy bơm hơi lốp xe ô tô di động kỹ thuật số thông minh dành cho mọi phương tiện giao thông như ô tô, xe đạp, xe máy, với thiết kế tinh tế, nhỏ gọn và tiết kiệm không gian, dễ dàng bỏ nó vào ba lô để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Động cơ tốc độ cao 18.000 vòng một phút, bơm bánh xe chỉ mất 15 giây, hỗ trợ cài đặt áp suất bằng tay hoặc tự động ngắt khi bơm đầy, tích hợp các biện pháp chip có độ chính xác cao và hiển thị áp suất hiện tại của lốp trên màn hình LED, dây nguồn kéo dài 3m thông qua ổ cắm điện ô tô 12V, 10A, tích hợp đèn pin chiếu sáng bằng nút bấm và giữ. Sản phẩm bán chạy trên AliExpress, link mua hàng trên website.